Yeah, xin mến chào bà con nông dân và các bạn Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá lúa gạo mới nhất Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước Lời đầu tiên xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe vụ mùa bụi thu Chúng mùa được giá Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh Xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh Nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên Xin cảm ơn bà con Thưa bà con, tình hình thu hoạch lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10. Ở nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ như Ô Môn, Thế Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ, lúa thu đông đã bắt đầu cho thu hoạch. Vụ lúa thu đông năm 2021, nông dân thành phố Cần Thơ xuống giống gần 70.000 hectare, đạt 120% kế hoạch và cao hơn 1.300 ha so với cùng kỳ năm 2020. Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 ở nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố như Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Bình Thạnh, lúa thu đông đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, đây là vụ sản xuất thuận lợi về thời tiết, dịch bệnh sâu, sâu hại ít xuất hiện. Do các địa phương có trồng lúa thu đông ở thành phố Cần Thơ đều đã được nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 nên việc thu hoạch lúa khá thuận lợi. Những ngày qua chưa có tình trạng lúa ùn ứ tồn động trên đồng. Sau khi thu hoạch xong, lúa tươi được vận chuyển xuống bờ sông, tại đây các thương lái sẽ vận chuyển đi tiêu thụ ngay sau đó. Theo ông Ngô Văn Việt, xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, người có 3,5 công lúa thu đông vừa thu hoạch cách đây ít ngày. Khi lúa sắp chỗ thì thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid. Nên người dân rất hoang mang vì không biết ghe có đi mua lúa Rồi máy gặt có vào đồng để cắt được lúa hay không Đến ngày lúa sắp chín Thấy có thương lái đi bỏ cọc Lúc đó ông Việt mới tạm yên tâm Cũng nhờ nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thương lái đi mua Nên dù giá thấp mình vẫn bán được Chứ nếu lúa chín mà không có ai mua thì khổ cho nông dân lắm Hiện giá thu đông được thương lái thu mua tại ruộng từ 4.200 đến 4.600 đồng 1 kg, với giống OM380 ER50404. Các giống lúa chất lượng cao như lúa thơm OM5451, đại thơm 8 có giá từ 5.100 đến 5.600 đồng 1 kg. Giá lúa này thấp hơn so với vụ lúa đông xuân năm 2020-2021 và vụ hè thu vừa qua từ 600 đến 1.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, do chúng mùa nên sau khi trừ chi phí, nông dân vẫn phấn khởi dù tiền lời không nhiều trung bình từ 1 đến 1,5 triệu đồng trên một công đất. Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ cũng khuyến khích nông dân có điều kiện nên phơi, sấy, dự trữ lúa, chờ tăng giá để có lợi nhuận cao hơn. Theo ông Lê Văn Tân, 59 tuổi ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, vụ lúa thu đông năm nay ông làm giống OM380 trên diện tích 1,3 hecta. Khi lúa gần chín, thương lái đến đặt cọc mua với giá 4.600 đồng một kg. Nếu so với vụ thu đông năm 2020, giá lúa vụ này giảm 800 đồng 1 kg. Theo ông Tân, việc giãn cách xã hội do dịch Covid-19 không ảnh hưởng nhiều đến nông dân trồng lúa như ông. Lúa đến kỳ thu hoạch vẫn được thương lái thu mua. Giá lúa rẻ mà vật tư lại mắc nên năm nay tiền lời mỏng lắm, chừng 1 triệu đồng một công. Sau khi trừ hết chi phí cũng còn dư chút đỉnh nhưng không xứng với công sức mình bỏ ra, ông Tân nói. Đến thời điểm này, người dân đã thu hoạch được khoảng 17.000 hecta lúa thu đông với năng suất bình quân 5,5 tấn trên 1 hecta. Nếu so với vụ hè thu thì vụ thu đông này cho năng suất cao hơn từ 0,2 đến 0,4 tấn trên 1 hecta. Trong khi đó, đối với những nông dân biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất như các biện pháp một phải năm giảm hay là 3 giảm 3 tăng, giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì năng suất vụ thu đông năm nay đạt khá cao, từ đó tiền lời cũng nhiều hơn. Ông Phan Thiện Khanh, xã Định Môn, huyện Thái Lai, thành phố Cần Thơ có 1,7 ha sản xuất lúa. Vụ này ông Khanh trồng giống OM 5451, một trong những giống lúa chất lượng cao của viện lúa đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay đã có thương lái đến đặt tiền cọc với giá từ 5.100 đồng 1 kg, năng suất ước đạt ít nhất là 5,7 tấn trên 1 hecta. Theo ông Khanh, khó khăn nhất trong vụ thu đông là giá vật tư nông nghiệp tăng cao như phân ure đã tăng hơn 200.000 đồng một bao so với cuối năm 2020. Cùng với đó, khi mới xuống giống do thời tiết ít mưa nên nông dân phải tốn nhiều chi phí cho bơm tưới hơn, từ đó dẫn đến giá thành sản xuất cao hơn những vụ trước. Với giá bán 5.100 đồng 1 kg, nếu tính trừ cả chi phí do giá vật liệu tăng thì tiền lời trên mỗi công lúa tôi vẫn còn 1,5 triệu đồng. Ông Khanh tiết lộ, đồng thời cho biết con số có thể nhiều hơn vì qua kinh nghiệm nhiều năm trồng lúa. Ông có thể đoán tương đối chính xác năng suất mảnh ruộng lúa của mình. Thưa bà con, giá lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày đầu tháng 10 cũng tương đối ổn định. Cụ thể tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục xu hướng ổn định. Với các giống lúa như IR50404 tiếp tục ở mức 4.500-4.800 đồng 1kg, lúa OM9582 giá 4.800-4.900 đồng 1kg, lúa đại thơm 8 ở mức 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. OM5451 giá 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. OM6976 giá 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. OM18 có giá từ 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Nàng hoa chín có giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Nàng nhan khô có giá từ 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Các loại nếp như nếp Long An khô có giá từ 6.400 đồng 1 kg, nếp vỏ khô ở mức 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg, nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi có giá 4.200 đến 4.300 đồng 1 kg, nếp tươi Long An có giá 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Tại Cần Thơ, hiện giá lúa thu đông được thương lái mua tại ruộng có giá từ 4.200 đến 4.600 đồng 1 kg với giống lúa OM380 IR50404 các giống lúa chất lượng cao như lúa thơm OM5451 Đài Thơm 8 có giá từ 5.100 đến 5.600 đồng 1 kg. Giá các loại gạo hôm nay tiếp tục cũng ổn định. Cụ thể, gạo thường ở mức 11.000 đến 11.500 đồng 1 kg, gạo nặng nhen có giá 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 16 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo giặc min ở mức 14 đến 15.000 đồng 1 kg, hương lai 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, nàng hoa 16.200 đồng 1 kg, sóc thường 14.000 đồng 1 kg, sóc thái giá 18.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan giá 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật giá 19.000 đồng 1 kg và nếp ruột từ 13 đồng đến 14 000 đồng 1 kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại phân bón cũng như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con tham khảo. Bà con vẫn phải tuân thủ tốt mọi quy định của chính quyền địa phương để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin chào và hẹn gặp lại bà con vào bản tin lần sau.